Hay em có cây này nó đang trái này anh ha. Cái cây này nó phong tàn thiên nhiên, em không có đi kẽm. Đơn giản là đầu tiên nó lên nó có một nhánh chi một này, anh nhìn thấy chi một cành xương của nó em cắt này, nó lên mầm chi này ha, rất là khỏe nha. Rồi chi hai này, chi hai em cắt nó cũng lên mầm chi rất là khỏe này. Đó, về anh thích thì anh đưa một cái kẽm nhẹ em đây, anh lót xuống là như thế này, nó sẽ đẹp này anh ha. Đó, nó lên mầm này, em cắt nó lên mầm anh ha. Rồi lên ngọn này, đây nó lót một cành phong sâu này anh ha. Rồi nó lên ngọn này, nó đang cho trái như thế này, của nó lên ho mà em ngắt hết rồi. Tại vì những cây này em thích nó cành, đang nuôi cành xương em muốn, nhưng mà em để vài trái này, một hai trái này, hai, ba trái này, để nó thân chậu, một cái chậu ép chậu siêu mini như thế này, rễ đi xuống dưới luôn rồi. Đó, rất là duyên luôn. Anh thấy không? Nó còn lác đác ho này, anh thấy ho không? Ho lác đác còn ho này. Có nó còn nhiều mùa ho nữa, nó lên đòn vì nó già lá nó cho ho nữa, những cái lá già này sẽ cho ho hết. Anh thích thì lấy cái này, nó lát tự nhiên nhanh ha, không có kẽm nhiếc gì hết, cũng đi kẽm cái này thôi. Anh chốt cái này thì chốt này, cái này em bán này 300.000 này. 300.000 là anh hỗ trợ giúp em tiền ship 20.000 nữa đi, 320 em bao ship thuần chậu luôn nè. Bộ rễ nó này, bộ rễ nó đi xuống nó già luôn này, nó leo xuống anh thấy không? Đó, còn rễ nằm trên đây nổi lên bên này, già hết rồi ha. Về mà anh thêm phong vô nữa, thêm phân lạc vô tưới nước nó tốt, nó đẹp mắt hồn luôn. Rồi anh ok chốt cái này thì inbox em nhé.